Bộ phim Vua Bánh Mì gồm 80 tập phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của đài KBS Hàn Quốc sẽ phát sóng lúc 20 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 2020. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về gia đình ông Đạt, chủ tiệm bánh Thành Đạt nổi tiếng. Ông Đạt có vợ là Ngọc Khuê, cả hai lần sinh nở, bà Khuê đều sinh hai cô con gái, Thủy Kha và Thủy Minh. Thất vọng, tin lời tiên tri của thầy bói rằng mình không thể có con trai với chồng, sợ mất đi gia tài kết xù, Ngọc Khuê ngủ với ông Tài, bạn thân, đồng thời là phụ tá của ông Đạt, mong kiếm được đứa con trai. Trước đó không lâu, ông Đạt trong một đêm mưa gió buồn phiền say rượu đã vượt quá giới hạn với Dung. Cô y tá đang ở nhờ nhà họ, Dung sinh ra cậu con trai Phạm Hữu Nguyện, thì ngay sau đó vài tháng, Ngọc Khuê cũng sinh ra Gia Bảo. Bị Ngọc Khuê và ông Tài truy đuổi, Dung ôm con trốn đi. Những câu chuyện, những mâu thuẫn từ thế hệ này sang thế hệ khác nối tiếp, Vua Bánh Mì phản ánh những người có lòng tham không đáy, không bao giờ thấy đủ về những gì mình có, nhưng cũng có người lựa chọn niềm hạnh phúc chân chính hơn là những ảo ảnh phù du. Đặc biệt, Vua Bánh Mì phiên bản Việt cũng đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên chính của Tiếng Sét Trong Mưa, bộ phim Làm Mưa Làm Gió trên truyền hình. Cuối năm 2019, bộ tứ diễn viên đảm nhận vai chính trong bộ phim này gồm Cao Minh Đạt, Nhật Kim Anh, Quốc Huy và Bạch Công Khanh đều có những điểm tương đồng nhất định với Tiếng Sét Trong Mưa. Vai ông Đạt, diễn viên Cao Minh Đạt đóng, tiếp tục là trụ cột trong nhà, giám đốc công ty Thành Đạt. Đi lên từ khi còn là một thợ làm bánh, hai bàn tay trắng, ông Đạt là người cha mẫu mực. Nhưng vì cố gắng giữ nguyên cái vỏ bọc gia đình, ông sống trong bi kịch, chấp nhận dung túng ông Tài, kẻ thù của mình. Vai bà Dung, Nhật Kim Anh đóng, tiếp tục thân phận người đến sau, một người có vẻ đẹp nền nã dịu dàng, nhưng bên trong là một tinh thần thép. Là con của người vợ không chính thức, nhân vật Hữu Nguyện thu phục người khác lập tức bởi vẻ ngoài thành thật, thẳng thắn, đáng yêu. Anh ta luôn nhớ lời mẹ dặn, người tốt sẽ chiến thắng, như kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Trong khi đó, vai diễn người được cho là anh em với Nguyện, Gia Bảo, lớn lên đầy hận thù, giận dữ và luôn lo sợ khi biết thân phận thật của bản thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.